chào tất cả các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau học những chữ Hán đầu tiên trong chương trình chữ Hán của N5 Và trước tiên thì mình sẽ dạy các bạn một chữ Hán mà chắc hẳn là chắc chắn là chúng ta sẽ còn theo nó trong suốt chặng đường học tiếng Nhật Nói riêng, à nói chung và suốt chặng đường học chữ Hán nói riêng Đó là chữ này, mọi người nhìn trên bảng nhé Đó là chữ Kanji Enugo N5 thì các bạn biết rồi đúng không nào? N5 sẽ là cấp độ mà chúng ta sẽ cùng nhau học đầu tiên này. Và bên cạnh đó chữ này mọi người đoán được là chữ gì không? Kanji, nghĩa là chữ Hán. Chữ Hán N5, nhớ nhá. Kanji N5. Ok, và trong bài ngày đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học 7 chữ Hán. Đó là 7 chữ Hán gì? Các bạn cùng nhau nhìn lên bảng nhá. Thứ nhất đó là chữ gì nhỉ? 1, chữ số 1 đúng nào. Từ số 1 cho đến số 7 luôn. 1 2 3 4 5 6 7. Những con số từ 1 đến 7 sẽ ký hiệu như thế nào trong khi mà chúng ta sử dụng chữ Hán thì các bạn. À, chúng ta sẽ cùng từ giờ trở đi chúng ta sẽ cùng nhau học nhé trong bài ngày hôm nay và chúng ta cũng từ đầu tiên là gì nhỉ? Unit 1 là gì nhỉ? Bài số 1. Được chưa? Rồi. À và không để các bạn đợi lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau học chữ Hán đầu tiên đó là chữ nhất âm hán Việt của nó là nhất đúng nào nhất là gì nhỉ nhất là số 1 là thể hiện những cái gì nhỉ à, sau này về sau các bạn sẽ còn thấy chữ nhất nghĩa là gì nhỉ nhất uh, nhất gọi là gì nhỉ thống nhất này chưa nhỉ nhất quán này rồi thế thì uh, giống như là ở bài uh, chữ hán nhập môn đầu tiên thì mình đã hướng dẫn cho các bạn đó là với mỗi một chữ hán chúng ta sẽ cùng nhau học nó thông qua gì nhỉ thông qua những từ vựng mà chúng ta đã từng đã cùng học rồi thế thì um, trong số này thì mình sẽ sẽ chỉ cho các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học chữ Hán chữ chữ nhất đây này, này nằm trong những cái từ vựng nào nhá. Chúng ta có từ đầu tiên từ gì nhỉ mọi người? Đoán được không? Thứ nhất là từ story de. Story de là gì nhỉ? Story de chúng ta học ở bài 5 hay bài 4 rồi đấy. Là gì nhỉ? Là là một mình đúng nào? Story de ga cô Tôi đi trường, đi, tôi đi đến trường một mình đúng nào? Hay là số 1 của chúng ta này, số 1. Hay là đến bài số 11 thì chúng ta sẽ còn học gì nhỉ? Còn học một cách đếm, đếm gì nhỉ? Một cái sẽ là gì nhỉ? Hitotsu và à, trong số những cái từ vựng mà mình thống kê ở những mỗi một đầu khi mà vào dạy một chữ hán như này thì bọn mình thống kê thêm cả những chữ hán à, mà nó có xuất hiện ở trong gì nhỉ trong xuyên suốt toàn bộ những bài từ vựng Minano Nihongo từ bài 1 bài 50 Thì cái chữ này, chữ Kenme Bây giờ các bạn chưa cần nhớ nhưng mà mình vẫn mang ra giới thiệu luôn Để sau này đến bài 37 các bạn sẽ gặp lại từ này Đó là từ Kenme là cố gắng hết sức mình, đúng nào Và tiếp theo chúng ta có từ Ichinichi Hay là có hai cái đọc đúng nào Một là Ichinichi Và hai là gì nhỉ Tsuitachi là cách đếm ngày Là mùng 1 sẽ là à, Tsuitachi Còn nếu mà là một ngày sẽ là Ichinichi Đúng không nào à thế thì có một cái ký hiệu nhỏ mà mình sẽ quy ước với các bạn nhé đó là những cái từ mà nó gạch chân ở đây sẽ là những cái từ mà nó xuất hiện từ bài gì nhỉ từ những cái bài mà à, xuất hiện như là nhỉ là những cái từ mà à, đã được chúng ta học ở bên giáo trình Minanoni Hongo cho đến thời điểm chúng ta học bài bài chữ Hán này ví dụ như hôm nay chúng ta học đến bài số à, bây giờ là các bạn học xong bài số 5 của Minanoni Hongo rồi đúng không nào thì chúng ta từ bài số 6 trở đi chúng ta sẽ bắt đầu học bài số 1 của chữ Hán thế thì nó sẽ xuất hiện những cái từ gạch chân như này nhá trong này nó gạch chân hơi thiếu một chút còn gạch chân từ này nữa này và từ này giữ này chưa nhỉ À, một mình này, số 1 và mà vào mùng 1 nữa. Đấy chưa nhỉ? Rồi thế thì sau khi chúng ta học xong về gì nhỉ? Chúng ta nhìn qua được về những cái từ vựng mà có xuất hiện của chữ nhất này trong danh sách từ vựng Minna no Nihongo thì các bạn sẽ cùng nhau học gì đây? Học về, đúng rồi, học về cách viết và cách nhớ của chữ Hán này. Với chữ Hán đầu tiên chữ nhất này thì nó vô cùng đơn giản đúng không nào? Các bạn đều quen cái chữ này là chữ gì trong um, trong gì nhỉ? Trong uh, chữ La Mã rồi nào Đó là số 1 đúng không nào? Số 1 trong chữ La Mã thì nó gạch thẳng, Số thẳng Thế còn số 1 ở trong gì đấy? Trong chữ Hán thì nó gì nhỉ? Chỉ là một nét nằm ngang thôi, được chưa nào? Rồi các bạn chỉ cần nhớ một nét nằm ngang như thế này nhá Chút nữa khi mà chúng ta học sang số 2, số 3 thì các bạn sẽ thấy này Số 1 là một ngón tay, số 2 là hai ngón tay và số 3 là ba ngón tay được chưa nào hình 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 dạng giống đúng không nào trước tiên chúng ta học số 1 nhá một ngón tay được chưa rồi hãy rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về à, nhìn về cách đọc của nó nhá chữ nhất này khi mà nó đứng một mình tức là âm thuần nhật của nó âm cân. thì chúng ta có cách đọc là sto đây nào sto sto xong trong một vài những cái ví dụ như sau chúng ta có từ chữ này là gì nhỉ một mình các bạn quen cái cách cái từ một mình trong từ vựng là gì nhỉ hi Hitori de nhé. Right? đi de thì cái chữ số 1 ta sẽ đọc là hito, còn cái chữ nhân này này nó ghép vào cả cụm chúng ta có từ là đi de là một mình. Rồi, thế thì bài số 11 chúng ta học một cách đếm về con số. À, ví dụ một cái sẽ làm hitotsu, được chưa nhỉ? Hitotsu. Rồi. Và mùng 1 các bạn vừa mới học trong bài năm là gì nhỉ? Là Đúng rồi, là à tsuitachi. Rồi ta chị Thế thì các bạn sẽ thắc mắc là là Ơ oh, sao bên này cô bảo là đọc thì là Hito Thế mà bên này cô lại gì nhỉ Cô lại gạch ra là gì nhỉ Có một cách đọc là Duy chị Thì những cái này sẽ là những cái từ đặc biệt mọi người nhé về những cái từ đặc biệt những cái trường hợp ngoại lệ này thì buộc chúng ta phải nhớ thôi không có cách nào mà mà để cho các bạn uh, có một cái quy ước nào cả đã là ngoại lệ thì thì là gì nhỉ là ngoại lệ rồi đúng không nào rồi các bạn nhớ cho mình cách đọc ngày mùng 1 sẽ là Duy ta chị là cái mà chúng ta đã học suốt trong bài số 5 đếm từ 1 đến 10 đúng không nào mùng 1 mùng 10 rồi còn những âm khi mà nó ghép với những chữ hán khác tức là những âm mà người ta mượn từ bên nhật thì sẽ là gì nhỉ âm ôn đúng không nào? chúng ta cách đọc là ichi thì ichi phổ biến nhất trong cái từ gì nhỉ số 1 sẽ là ichi đúng không nào ichi rồi và của chúng ta có một từ cách đọc ở đây gì nhỉ ichoken mẹ thì nó là gì nhỉ nó ngắt âm của chúng ta đúng không nào ichoken mẹ cái từ ichoken các bạn chưa cần nhớ đâu nhưng mà mình vẫn sẽ giới thiệu vào đây cho các bạn biết nhá được chưa nào rồi ok chưa rồi đó là giới thiệu qua về cách đọc của nó có những cái từ vựng như thế này sau khi chúng ta học về cách viết này cách đọc này chúng ta lật lại những cái từ vựng này và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập luôn thông qua những cái ví dụ của nó nhá Các bạn sẽ nhìn ví dụ đầu tiên là gì nhỉ? Một mình sẽ đọc là gì đấy Một mình nào? Xin mời mọi người nào nhớ không nhỉ? Đó là tôi <laughs> đi Đúng rồi. khi tôi đi đấy nhé. Tôi đi Không không cần phải viết lại chữ đấy cũng được đúng không nào? khi tôi đi Rồi số 1 là gì nhỉ? Rồi, đừng về đừng nhớ môn ông cưng giống như bài một mình đã à, cái bài mà nhập môn mình đã bảo rồi đúng không nào? Các bạn đừng nhớ theo ông cưng làm gì cho nó vất vả ra. Các bạn chỉ cần nhìn ba gì nhỉ và hiểu nghĩa nó là gì xong rồi chúng ta sẽ nhớ cái cái từ vựng nó là gì đúng không nào? Số 1 là gì nhỉ? Ichi. <laughs> chưa? Ichi. Rồi, à, một cái có thể chưa học nhưng mà sẽ nhớ được luôn này. Hitotsu. Được chưa nhỉ? Hitotsu. Cái từ này là Ichokenme. <laughs> 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 Riêng cái từ này chúng ta không cần nhớ nhá. Đây nào chưa cần nhớ đúng nào Isho me sau này các chắc các bạn khi mà học gặp lại từ này chắc chắn sẽ biết thôi nên không cần phải lo lắng quá làm gì nhá các bạn cứ nhớ cho mình những cái từ này từ cái chân này được chưa nhỉ và từ ta chị đó Thấy chưa nào thế thì với một chữ hán chúng ta cần phải nhớ thứ nhất là cách viết của nó cách viết số 1 là như thế này rồi đứng một mình như này chúng ta đọc là ichi chưa nhỉ? Rồi. À, thế còn thêm chữ nhân như này, chúng ta có từ là từ Hitori đệ, nhỉ? Study là một mình đúng nào? Hay là gì nhỉ? Thêm chữ nhật ở đây chúng ta sẽ đọc là Tsuitachi Đó là một chữ hán nhưng mà có rất nhiều cách đọc đúng không nào và đọc như thế nào thì đó là việc của chúng ta cần phải nhớ, nhỉ? Trong từng văn cảnh khác nhau, trong từng cái ví dụ khác nhau như thế này, nhá. Đó là về chữ hán đầu tiên mọi người học thấy nào? Không biết là mọi người tiếp thu được không nhỉ? Nếu như mà có khó khăn gì nhá Hay là kể cả sau khi nghe cô giáo giảng mà vẫn chưa hiểu Thì các bạn nhớ comment xuống bên dưới Thì chắc chắn bên mình hay là bọn mình sẽ trả lời lại những cái comment đấy Để giúp đỡ các bạn nhiều hơn nhá Nên đừng có lo lắng gì cả Hãy cứ gì nhỉ Nếu như vừa nãy chưa nghe rõ Hay là chưa nghe kịp, chưa nghe hiểu Thì các bạn dừng màn hình lại và nghe lại một lần nữa Để những cái chữ hán đầu tiên của chúng ta Không bị gì nhỉ Không bị quá khó khăn Để không bị bỡ ngỡ gì cả nhá Được chưa Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài À không phải bài mà là bước sang chữ hán số 2 đó là chữ gì nhỉ? Chữ nhị phải không nào? Chữ nhị là âm hán Việt là nhị được chưa nhỉ? Và đây, chữ nhị đây, đó. Rồi thế thì trong chữ nhị này các bạn sẽ cần nhớ cho mình thứ nhất là gì nhỉ? Chúng ta có từ futari, futari là hai người đúng nào? Hay con số 2 là gì nhỉ? Nhị và gì nhỉ? Và mùng 2 là gì nhỉ? Mùng 2 là futsuka, Nhỉ? Những cái từ này các bạn nhớ. Còn đến bài 11 các bạn sẽ gặp lại đếm đếm con số đếm hai cái sẽ là gì nhỉ? Futatsu. Và sau này những bài sau này các bạn sẽ một lần gặp lại cái từ nhị này trong một cái từ đó là từ Nijikai. Nijikai là gì nhỉ? Là cái tăng hai. Các bạn đi um, liên hoan chẳng hạn chúng ta có tăng một là đi ăn uống, đi uh, thịt nướng vân vân này xong rồi tăng hai chúng ta có từ Nijikai này, chúng ta sẽ đi đâu? Đi karaoke chẳng hạn. Đó, nhá, đó là chữ nhị của chúng ta. Rồi, thế thì về cách viết à, Những chữ hán đầu tiên của chúng ta cách viết vô cùng là dễ nhớ Mình vừa nói rồi đúng không nào Một thì sẽ là một ngón tay đúng không nào Bây giờ hai thì sẽ là hai ngón tay Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình nhá, đó là hai ngón tay hai cái thanh song song này tuy nhiên thì cái thanh bên trên thì nó sẽ ngắn hơn thanh bên dưới được chưa nào? Rồi, trong cái tài liệu mà chúng ta nhận được ở trên website đấy thì các bạn sẽ có một cái phần đó là phần để luyện vay viết đúng nào. Thì mình khuyên là với những cái chữ Hán, sau này khi học lên N3, N2 thì có có thể các bạn không cần phải luyện cách viết chữ Hán nữa. Tuy nhiên trong khoảng độ hơn 300 chữ học từ chương trình N5 đến N4 thì các bạn hãy nhớ là hãy luyện viết cẩn thận cho mình nhé để chúng ta hình thành thói quen viết chữ Hán được chưa nào? Hai, rồi. Thế thì bây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc nhé. Tương tự như vậy, khi mà nó đứng một mình, âm nhật của chúng ta chúng ta có từ futa, futatsu nào. Futatsu rồi. Hay là hai người sẽ là futari được chưa nhỉ? Và mùng 2 gì nhỉ? Cách cách đọc đặc biệt thì sẽ đọc là gì nhỉ? Mọi người ấy, futsuuka <laughs> né Ok chưa? Mùng 2 nhá. Nhớ mùng 1 đến mùng 10 cho mọi người. Hôm nay chúng ta học lại thông qua chữ Hán thì các bạn sẽ cùng nhau ôn lại từ mùng 1 đến mùng 10 nhá. Vừa nãy mùng 1 là gì nhỉ? Là itsukichi. Bây giờ mùng 2 là gì nhỉ? Là Hutsuka <laughs> Rồi. Thế thì âm mượn của Nhật à, âm mượn của Trung Quốc sẽ là ni à, ni những cái âm này thì đừng viết bằng chữ katakana, cái này giải thích hết rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta cách đọc là gì nhỉ? Đầu tiên ni phổ biến nhất là đọc là số 2 đấy, được chưa nhỉ? Số 2. Rồi, thế còn tăng 2 thì mình sẽ giới thiệu luôn này. Ni ji kai, ok chưa? Ni ji kai. Đó là cách đọc này. Bây giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cùng nhau ôn lại nhá. Nào, số 2 mọi người đọc là gì nào? Xin mời, số 2 là ni Trời ơi, chị Hàn dễ quá đúng không nào. Rồi, bây giờ hai người là gì nhỉ? Hai người học chưa? Hai người là hư ta đi, được chưa nhỉ? Hư ta đi. Hư Rồi Mùng 2 là gì nhỉ? Mùng 2 là Hư tư ca Đây nhỉ? Ok chưa Rồi đó là ba từ này các bạn nhớ cho đến thời điểm học đến bài ngày hôm nay nhá Rồi bây giờ nhớ thêm từ này nhá Hư ta tư Đây nhỉ? Hai cái Và gì đây? Và tăng hai sẽ là Ni cái Ok chưa nhỉ? Ni cái Thế là xong rồi, xong chữ Hán số 2. Chúng ta sẽ bước sang chữ Hán số 3 nhá. Số 3 thì trong tiếng Nhật à trong tiếng Việt mình có âm Hán Việt là gì mọi người? Âm Hán Việt là tam đúng không nào? Tam, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, à, số 7 là gì nhỉ? Thất đúng không nào? Thất, à, bát, cửu, à, thập, đó. Thế thì số 3 này tương tự giống như mọi lần thì chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua một lượt những chữ Hán, những cái từ vựng mà có xuất hiện của chữ Hán này nhá. Ngày mùng 3 là gì nhỉ? Nhớ không nào Rồi tiếp theo là gì đấy Là số 3 đọc là gì nhỉ Và ba cái đọc là gì Và gì nhỉ Trong bài số 5 chúng ta còn học cách đếm về gì nhỉ Về tháng đấy mọi người ạ Về tháng chúng ta có Đây số 3 đây Số 3 trong này đúng là tháng 3 Chữ này chữ nguyệt thì mấy hôm nữa chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp cái chữ này nhé Nhưng mà chúng ta có cách đọc tháng 3 là gì đấy Đấy bây giờ chưa cần học chữ nguyệt Nhưng mà nếu như mà chúng ta đã biết tháng 3 đọc là sang ga tự sang ga tự thì các bạn sau này khi mà học lại chữ nguyệt các bạn sẽ thấy rất là dễ nhớ và bởi vì gì nhỉ chữ nguyệt này có sẽ có cách đọc là ga sự như thế này được chưa rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cách viết nhé cách viết thì tương tự rồi từ 1 đến 2 đến bây giờ đến 3 thì có ba gạch thôi được chưa nhỉ có một lưu ý là gì nhỉ hai gạch bên trên thì sẽ ngắn hơn bên dưới và cái gạch mà ở giữa này, thì nó sẽ ngắn hơn ở trên một tí xíu tí xíu đúng không nào chúng ta lưu ý về cái này nhá rồi đó, viết thật nhiều nào Một, hai, ba Dần dần chúng ta sẽ có cảm giác giống như những ông đồ đang ngồi viết Gọi là viết tặng chữ Hán ở đầu năm Ở bên gì nhỉ? Ở bên ngoài văn miếu mọi người ạ Hay, rồi về cách đọc của nó Thứ nhất là âm kinh Tức là âm gì nhỉ? Âm khi mà nó đứng một mình đúng nào? Âm mượn, à âm của Nhật ấy, Thì sẽ là mitsu uh, à, à không phải mitsu mà là đọc còn gì nhỉ? mi này và chữ chữ này chữ chữ nhỏ nhé mọi người đọc là mịt mịt thì có mịt gì nhỉ mịt cạ mùng ba sẽ là mịt cạ hay là mịt sự mịt sự sẽ là gì nhỉ ba cái được chưa tức âm ngắt ở bên dưới đúng không nào đấy học chữ hán mà lại ôn lại được cả từ vựng đã học rồi đúng không nào tiếp theo cách đọc là san thì chúng ta có số 3 là gì nhỉ số 3 là là san rồi bây giờ tháng 3 là gì tháng 3 là gì nhỉ vừa nói rồi đấy là sang chữ Sangatsu Ok chưa? Hãy mình cùng nhau ôn lại nhá Ôn lại Nào, ngày mùng 3 Ngày mùng 3 là gì nhỉ Ngày mùng 3 là Là Mika Nhá Mika Số 3 là gì đây? Số 3 là Số 3 là sang Ok chưa? Số 3 là sang Tiếp theo ba cái là gì nhỉ ba cái là ba cái là Mitsu Tiếp theo Tháng 3 là gì đây? Tháng 3 là sang gạt dự sang gạt dự được chưa rất là dễ đúng không nào chúng ta đi được từ số 1, số 2, số 3 tiếp theo là số 4 đúng không nào số 4, số 4 âm hán việt là là tứ và viết như thế này đây rồi <laughs> tứ thì chúng ta sẽ gặp những cái từ vựng gì nhỉ số 4 này bốn cái này ngày mùng 4 này và gì đây nhỉ tháng tư được chưa nhỉ tháng tư thì những từ vựng này đều là những từ vựng chúng ta học rồi cả chữ số 4 này chỉ có nguyên cái này cách đếm bốn cái thì mình học ở bài 11 thôi nhá bài 11 hay bài 10 gì đó đúng nào thế bây giờ về cách viết nhé có một điều thú vị là chữ hán đúng không nào số 1 thì thế này một gạch số 2 là hai gạch số 3 là ba gạch nhưng số 4 lại không phải là bốn gạch ơ thế thì phải làm thế nào bây giờ thì đó là chữ Hán mà chúng ta sẽ phải nhớ nhá. Thì bây giờ sẽ nhớ như thế nào? Chúng ta có thể thông qua những hình ảnh mà chúng ta thấy nó tương tự giống với số à với cái chữ Hán đó đúng nào hay là thông qua những câu chuyện à thú vị về chữ Hán đó bằng cái việc mà chúng ta ghép, bóc tách những cái bộ phận chữ Hán của nó đúng nào. Thế thì với sự chữ tứ này, số 4 này thì mình à, không có câu chuyện nào cả mà mình sẽ hình dung với các bạn nhá. Số 4 giống như là một ô cửa sổ có gì nhỉ? Có bốn cạnh đúng nào? Và ở giữa có hai tấm, hai tấm rèm đấy. Các bạn nhìn thấy hai tấm giống hai tấm rèm không? Đó nhá. Mình viết thì mình viết là để cho các bạn dễ nhớ là giống ô cửa sổ vẽ hết như này đúng không nào? Xong rồi một này, hai gạch. Nhưng mà các bạn lưu ý thứ tự viết cho mình nhá. Chúng ta cùng nhau viết nào. 1 2 Ba 4 5 từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và từ trong ra ra ngoài. Được chưa nào? Đó là số 4 nhá, cùng nhau tập viết lại nào. 1 2 3 4 5. Mọi người tập viết vào vở cho mình nhá. Được chưa nào? Số 4 nhá. Cách đọc của nó là gì nhỉ? Thứ nhất, có âm cưng của nó là gì nhỉ? Âm cưng này âm Nhật đúng nào? Âm xuất phát của người Nhật. Số 4 là Yong. Được nào? Yong. Rồi, ngày mùng 4 là gì nhỉ? Ngày mùng 4 là Ngày mùng 4 là yoka Đúng rồi Ngày mùng 4 là yoka Hay là sau này chúng ta học bốn cái sẽ là Yotsu Né Yotsu Mình viết lại cả chữ chữ ở trên này nhá Rồi Và ngoài ra có cách đọc là yo ấy Thì chúng ta sẽ có yo Ví dụ như là Mình sẽ ví dụ cho các bạn nhá Đó là một cách đọc Chúng ta đếm giờ 4 giờ mọi người đọc là gì Yoji đúng nào Chúng ta sẽ đọc là yoji đó. đó 4 giờ sẽ có cách đọc là yo này nhá tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ trong tháng nó có cái đọc là shi shi thì chúng ta có tháng tư là gì nhỉ là là shigatsu rồi nếu mà các bạn đã biết cái đọc là shigatsu rồi thì bây giờ mình sẽ không phải lo lắng việc là phải nhớ thêm là gì nhỉ a4 à, này là shi đúng nào mà chúng ta nhớ luôn là gì nhỉ shigatsu nhớ theo một cái từ vựng như vậy nhá rồi mà chúng ta cùng nhau ôn lại được chưa nhỉ nào số 4 đọc là gì nhỉ số 4 đọc là yong Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà người Nhật người ta đếm từ 1 đến 10 nhá Ichi, ni, sang, shi Thì lúc đó thì người ta lại hay đọc số 4 là shi mọi người ạ Thế nên là cả yon, cả shi đều được, Đấy chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Bốn cái đọc là gì nhỉ? Yotsu, né? Yotsu Yotsu Ngày mùng 4 là gì nhỉ? Ngày mùng 4 là Là yoka chưa nào? Yokka Và tháng tư là gì? Tháng tư là Là shigatsu 4 si tháng. Ok chưa? Rồi, 4 si tháng. Chúng cùng nhau ôn lại nhá. 4, 4 tháng. 4, 4 tháng. Các bạn à, có thể không cần à, viết ra ngay đúng nào mà chúng ta hãy để lại phần này Mà chúng ta cứ luyện đi luyện lại đúng nào. khi mà các bạn học xong một chữ Hán các bạn nhìn lại những chữ Hán này là ừ, mình che đi cái phần này, furigana bên trên đúng nào cái phần mà hiragana viết ra như thế này. Chúng ta đọc là 4 yotsu yoka shigatsu mình cứ luyện đi luyện, luyện lại thật là nhiều lần thì sao các bạn sẽ nhớ được chữ hán nhá nhớ cái đọc đấy học nó phải đơn giản như thế chứ đừng làm khó mình nhá được chưa nào tiếp theo chúng ta có từ ngũ ngũ thì nhìn hay không chữ ngũ là số 5 đúng không nào ngũ nào chúng ta sẽ học về số 5 này năm cái này hay là gì nhỉ ngày mùng năm hay là chúng ta có tháng năm sẽ là gogatsu đấy gogatsu cách viết của nó như thế nào nhỉ rồi, nào cách viết như này nhá. Nào, bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau viết đã. 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét. Đấy. Số 5 nhưng mà không phải 5 nét mà chỉ có 4 nét thôi đúng không nào? Vừa nãy số 4 thì là 5 nét. Đấy. Nào, viết lại nhá. 1 2 3 4, cứ như thằng tập thể dục đúng không nào? 1 2 3 4. Thế thì bây giờ các bạn nhìn chữ Hán này các bạn thấy nó giống cái số mấy? Có giống số 5 của chúng ta không? <laughs> Đấy, mình viết như này các bạn thấy, có thấy giống số 5 không? Nên các bạn sẽ nhớ cho mình nhá Cái chữ ngũ này viết nó gần gần giống số 5 của mình 1, 2, 3, 4 Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử tưởng tượng Nhắm mắt và tưởng tượng xem là gì nhỉ? Cùng nhau thử viết xem nhá 1, 2, 3, 4 đó là được số 5 là chữ ngũ đúng không nào? Thế thì về cách đọc của nó chúng ta sẽ nhìn nhá. Itsu ne. Itsu là gì nhỉ? Năm cái, itsu năm cái. Thế còn mùng 5 các bạn học chưa? Đó là itsu ka ne. Nice. It's, ok chưa nhỉ? Hay là số 5 sẽ đọc là Chứ này đọc gì nhỉ? Đứng một mình sẽ đọc là gì đấy? Go. Ok chưa? Go. Đó số 5 nhá. Và cùng nhau ôn lại nào. Nào. Số 5 đọc là gì nhỉ? Số 5. Go, đúng rồi, go Năm cái đọc là gì nhỉ? Itzutsu ừ. Itzutsu Ngày mùng năm là gì nhỉ? Itzuka Itzuka Đó, rồi, là chữ ngũ nhá Đấy nhỉ? Go, itzutsu Itzuka Tháng năm là gì nhỉ? Là go gatsu Và trong cái từ đấy các bạn sẽ còn gặp lại từ go này đúng không nào? Là tháng năm mà Tiếp theo, chữ lục Lục là gì nhỉ? Lục là số 6 Số 6 viết như thế này đó, ôi, bắt đầu nhìn chữ Hán thú vị hơn chưa? Nó không chỉ là một thanh, hai thanh, ba thanh giống như số 1, số 2, số 3 nữa, đúng không nào? Chúng ta sẽ học chữ uh, số 6 này, đọc là gì nhỉ? Số 6 mình hay quen rồi, đó là Roku Rồi, hay là mùng 6 là gì nhỉ? Mùng 6 mọi người đọc là gì đấy? Chữ này hay quên này, là mươi cả Và gì nhỉ? 6 cái thế là mứt dự, mứt dự hay, thế còn về cách viết của nó nhá Rồi, bên trên này các bạn thấy giống cái gì nhỉ? À, trong các bộ thủ, à, khi mà giới thiệu về các bộ thủ thì mình có hướng dẫn cái này là cái cái mũ đúng không nào? Cái mũ nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu, chúng ta tưởng tượng giống như cái mái nhá Cái mái nhà nhá, được chưa nhỉ? Tưởng tượng như cái mái nhà Còn bên dưới thực ra các bạn nhìn thấy giống chữ gì nhỉ? Giống chữ ha đúng không nào? Giống chữ ha, ha trong katakana đấy Chữ ha đấy, đúng không nào? Trong tiếng Việt mình hay có cái điệu cười gì nhỉ? Như thế này điệu cười gì đấy? Điệu cười ha ha, Ok ha ha. Tại sao mình nói như này để mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách nhớ nhá Lục Tiếng Việt mình hay nói lái ra thành lộc Số 6 là số đẹp và tượng trưng cho lộc đúng không nào Trong nhà Đây nhỉ Trong cái mái nhà này Mà có lộc Có số 6 ấy, Có lộc Thì gì nhỉ Mọi người sẽ cười Cười ha ha Được chưa nhỉ Trong nhà Mà có lộc Có lục số 6 Thì mọi người sẽ cùng nhau cười Cười ha ha được chưa? Các bạn nhớ nhớ chưa? Số 6 tức là để có lộc, có lộc thì trong nhà cười ha ha Đấy, trong nhà Xong đó cười ha ha chữ ha của chúng ta nhá Đó là cách nhớ về chữ hán, chữ hán số 6 này nhá Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc nhá Cách đọc đầu tiên là gì nhỉ? Mươi Mươi là gì nhỉ? Mươi là trong tứ mươi cả Mươi cả là ngày mùng 6 này mực dự, mực dự là 6 cái này Vừa nãy nói rồi đúng không nào và hay đứng số 6 đọc là gì nhỉ? Rokkë. Nè. Rokkë. Được chưa? Rồi, Rokkë. Hay cùng nhau ôn lại nhá. Số 6 là Rokkë. Vừa mới nói xong đúng nào rồi mọi người thấy không học chữ hán cùng mình chúng ta cứ chỉ việc làm gì nhỉ ôn đi ôn lại luyện đi luyện lại để cho nhớ cứ lặp đi lặp lại cứ lặp đi lặp lại à, với mỗi một chữ hán hay với mỗi một từ vựng khi học ngoại ngữ các bạn phải gặp ít nhất là 10 lần thì chúng ta mới có thể nhớ được đúng nào và tiếp theo là chúng ta dùng trong văn cảnh hàng ngày cuộc sống hàng ngày tiếp theo nhá à, ngày mùng 6 sẽ là gì nhỉ mười cả sáu cái sẽ là gì nhỉ mật sự đấy mật sự chưa? Rồi, đó là chữ số 6. Và cuối cùng chúng ta sẽ bước sang chữ Hán cuối cùng trong bài học ngày hôm nay đó là số 7. Chữ Hán thì hiện số 7. Đó là chữ thất đúng nào? Thất là 7. Bây giờ có 7 gì nhỉ? 7 cá sẽ đọc như thế nào nhỉ? Ngày mùng 7 học chưa? Rồi. Và tháng 7 chúng ta có cách đọc là gì đấy? Nhớ không? Mọi người nhớ không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cách viết đã xong tí nữa chúng ta sẽ trở lại cách đọc của nó nhá. Số 7 nào, số 7 thì bây giờ bên này có chữ giống chữ nhất này Đấy chưa nhỉ? Một gạch này Xong rồi, à, có một cái nét này à, các bạn nhìn thấy nét này giống cái gì? Nét này giống cái gì nhỉ? Bây giờ khi mà mình, các bạn quên cái chữ Hán này nhá Các bạn, mình viết vào chữ chi đây Các bạn đọc chữ này là chữ gì? Sh chi Sh Chi Sh Chi là số gì nhỉ? Là số 7 Thế bây giờ nhớ nhá, số 7 bắt đầu chữ c si. đúng nào? Chữ c si thì đây, giống chữ c si chưa? Đấy, si nhỉ? một gạch và gì nhỉ có cái chữ chữ si giống chữ này trong xuất phát từ chữ shichi chị nhé si chị chưa thế là nhớ được cách viết rồi đúng không nào ok chưa nhỉ Hai, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cách đọc nhá cách đọc thứ nhất bảy cái sẽ là nanatsu nanatsu tiếp theo này ngày mùng bảy là gì nhỉ nanoka nhé nanoka rồi tháng bảy đọc là gì nhỉ tháng 7 lá là shichigatsu đây shichigatsu theo lý thuyết thì cái phần này mình sẽ không cần phải viết ra đúng không vì chúng ta có phiên âm luôn đây rồi đúng không nào nhưng mà chúng ta cứ cùng nhau viết lại cứ học từ từ thôi để mình cùng nhau ngấm nhá cứ từ từ từng chút từng chút một được chưa nào tiếp theo lại ôn lại một lần nữa bảy cái là gì nhở Nào, bảy cái là gì mọi người nanatsu nè tư bảy quả na đúng không? Nana na, đúng không? Nana -na Rồi, ngày mùng 7 là gì nhỉ? Nano cả. Nano cả. Ừ. Tháng 7 là gì đấy? Tháng 7 là 7月. 7 Và mình viết nguyên cái số này thì mọi người sẽ đọc là gì nhỉ? Nana. Đúng nhỉ? Nana -na số 7 đúng không nào? Được chưa? Ok chưa? Như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau học hết về cách đọc và cách viết của những chữ Hán từ số 1 đến số 7. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một lần nữa nhá. Nào. Tổng kết lại này, số 1 này, một gạch này, ichi. Số 2, hai gạch, ni. Số 3, ba gạch, được chưa nhỉ? Sang rồi số 4 số 4 không phải bốn gạch <laughs> viết như này đúng nào có nhớ không là cái ô cửa sổ đúng là có bốn cạnh và có cái tấm rèm đúng nào số 4 chúng ta có từ dùng số 5 thì nhìn giống số giống số 5 đúng nào có từ gộ số 6 thì mình hướng dẫn các bạn là như thế nào nhỉ trong nhà mà có gì nhỉ có lộc số 6 là lục được lộc đúng nào thì mọi người sẽ cùng nhau cười cười ha ha số 7 thì viết như thế nào đây nhỉ có cái gạch ngang giống số 1 là số 1 này và chữ si Chữ C là gì nhỉ? Shichi, chi là 7 đúng nào. Bây giờ mình lấy chữ C này, nhớ theo chữ này nhá. Hoặc là có một cách nhớ nữa mọi người ạ. Các bạn nhìn số 7 giống chữ số 7 lộn ngược của tiếng Việt mình không? Đây chữ C chi của chúng ta đúng không? Đấy, bây giờ mình mới nhìn ra đúng không Số 7. Đấy, giống số 7 lộn ngược của mình không? Đó, có rất là nhiều những cách nhớ như vậy nhá. Số 7. Được chưa nhỉ? Hay chúng ta cùng nhau chữa nhá. Câu số 1 này. Ima nanji desu ka? Ima ichiji. Rồi từ này chúng ta số 1 đọc là ichi desu ,ですね. ne. Ichi ji ,ですね. Bây giờ là mấy giờ vậy đúng không nào? Bây giờ là 1 giờ 3 phút đúng như nào? Câu số 2 này. Watashi no tanjoubi wa tháng 2 đọc là gì nhỉ? Nigatsu. Và ngày mùng 4 đọc là gì nhỉ? Yokka ,ですね. desu Sinh nhật của tôi là vào ngày mùng 4 tháng 2. Câu số 3 này nanji ni gohan o tabemasu ka? Đấy nhỉ? Shichi ni gohan o tabemasu. Cậu sẽ ăn cơm lúc mấy giờ đúng không nào? Tôi sẽ ăn cơm lúc gì nhỉ? Lúc 7 giờ. 7 giờ. Mọi người làm đúng hết không? Tiếp theo nhá, câu số 4 này, itsu Tokyo e ikimasu ka? Tháng năm đọc gì đây? dưới số 5 đúng không nào? Gogatsu. Mùng năm đọc là Itsuka, né? 5がつ5かに行きます。あ、bao à, giờ thì cậu sẽ đi Tokyo? Tôi sẽ đi vào ngày mùng 5 tháng 5. Tiếp theo nhá. Câu số 6 này. Santos-san no tanjōbi wa itsu desu ka? À, sinh nhật của anh Santos là ngày bao nhiêu đúng nào? Ngày gì đây nhỉ? Tháng 6 đó là gì nhỉ? 6がつですね。6がつ え、mùng mấy đâu ta? 7日かですね。7日です。Câu số 6 này. Tan jo nan gatsu nan nichi desu ka? Sinh nhật là vào vào uh, gì nhỉ? Gọi là uh, tháng à uh, ừ, tháng mấy ngày bao nhiêu tức là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu đúng nào nhật thì họ hỏi ngược lại với mình đúng nào tháng trước sau đến ngày sau hay là năm tháng ngày tháng tư đọc gì nhỉ shigatsu ne ,ですね. và mùng sáu đọc đá mui cả ne ,ですね. mui cả uh, mui cả des hay, à ngày sinh nhật của tôi là vào ngày mùng 6 tháng 4, được chưa nào? Tiếp theo nhá, câu số 7 này. 誰と学校へ行きますか? À cậu sẽ đi đi học cùng với ai vậy? Tôi sẽ đi học gì nhỉ? Một mình sẽ đọc là hitori de desu ne, hitori de gakkou ikimasu. Câu số 8 này. 今朝何時に起きましたか? Buổi sáng nay đúng không? Thì thì cậu thức dậy lúc mấy giờ vậy? Tôi thức dậy lúc gì nhỉ? Lúc số 4 đọc là gì nhỉ? yoji trong này những cái phần bài tập trong này bọn mình đã cố ý lấy cho các bạn những cái từ vựng mà nó cách đọc nhưng mà hơi đặc biệt một chút đúng không chúng ta không đọc là yong mà đọc là yo yeah. câu số 9 này mai sa tôi sẽ hàng sáng thì tôi thức dậy lúc mấy giờ nhỉ lúc 6 giờ sẽ đọc là rokuji hàng sáng tôi thức dậy lúc 6 giờ và câu số 10 này mai bang ichiji ni nemas ne Tối nào thì tôi cũng ngủ lúc gì nhỉ? Lúc 1 giờ. Trời ơi, ngủ muộn quá đúng nào. Minasan, mai bang nan Nghĩa là gì nhỉ? Mọi người ơi, các bạn thường gì nhỉ? Thường ngủ lúc mấy giờ tối vậy? Đúng không? Hay các bạn nhớ trả lời cho mình câu này nhá. Hay và bài học số 1 của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhá. Minasan, Bye bye. Hiện tại website